Hôm nay tớ sẽ chơi Friday Night Funkin. Hết game nhưng có vài game tớ không chơi được nha. Giờ tớ sẽ chơi từ mod easy cho đến tùm lum nha các bạn. Trước khi vào thì các bạn nhớ nhấn like, subscribe, đăng ký kênh cho tớ nha. Đi vào nào. Chá. Trời, nó hơi bị chậm nha các bạn. Rồi đó, cái con chuột enter. Đó, giờ mới chơi được nè các bạn ơi. 3, 2, 1. Tìm rồi, rồi hết rồi. Vẫn thôi, nó còn nha các bạn. 3, 2, 1, go. Khó. Hơi khó nha các bạn. Đợi tí. Ok, 3, 2, 1 bắt đầu. Đợi tí, trời ơi, dở đây quá trời chơi. Chết cha, tôi quên nút đỏ nữa các bạn ơi. Màn cuối cùng nha các bạn, cái này màn cuối cùng. 3, 2, 1, go. Nhanh hơn nữa các bạn ơi, bài hát giờ hay hơn nữa, nhanh nhưng lại hay hơn nữa. Màn đắt đi này nó hơi khó, tôi màn chơi lỡ chơi màn khó chứ thường là có màn chơi màn easy mà. Khó. Thua rồi các bạn ơi.
Tớ phải reset sớm. 3, 2, 1, go. Mà bài hát nó hay, tớ sẽ ráng chơi cho bạn nha. Quá phiền, cố lên. Này hót là tớ cực kỳ luôn. Rồi. 3, 2. Có thể easy to review. Thật ra khó. Khó bắt đầu tô. Các bạn không biết tốt chơi được không nha. Đó. Rồi được rồi nha các bạn. Thôi bị được rồi đó. 3, 2, 1, go. Tớ thích bài hát này. Nó hơi khó. Thôi thôi hoài. Ôi bài hát sao nhanh vậy ba. Thôi tớ kêu mày nó mỏi chết nha. Ôi chết chết. Ôi nó tớ ngồi rồi. Chết luôn các bạn ơi. Tớ lỡ kêu mày kêu rồi rồi. Tớ sẽ không kêu mày này đâu. Kêu đa lắm. Thứ hai này nè đó. Tớ sẽ mày no more thử coi nó có khó nha. 3, 2, 1, go. Hãy đúng nhanh luôn nha các bạn. Thì màn thứ nhất chúng ta sao không chơi được. Tớ sẽ chơi lại thử coi nha các bạn. Đi lại thử coi nha. Có hay không nha. Mà chắc tớ không chơi được đâu các bạn ơi. Is it real? Bài tiếp theo. Bước 3, bước 4. Cô sẽ chơi mày hot. Bước mày hot tớ nhớ tớ chơi được. Bắt đầu rồi các bạn ơi. Tớ sẽ đợi thôi. Ngày tớ sẽ ra. Rồi,
cái này nè. Rồi tới hôm nay với tao ta. Trời ơi nữa rồi. Nó hơi khó nha các bạn, nãy tới rì kia nha các bạn. Ra pa la ta pa la pa la lửa. Chuẩn bị đến rồi. Well, well, well. What do we got here? We should just kill you, but what the hell? It's been a boring day. Let's see what you got. Bị si đao. Bị... Rồi. Bị lát rồi các bạn ơi. Rồi nó bị lát rồi các bạn ơi. 3, 2, 1, no wonder your parents hate you. Thôi tại sao nó lại bị lag nè? Bắt đầu rồi. Bị lag rồi. Well, well, well. What do we got here? We should just kill you, but what the hell? It's been a boring day. Let's see what you got. Rồi nó bị lag rồi các bạn ơi. Con bung máy.
bài tiếp theo còn khó hơn nữa. Bài tiếp theo chắc đàng hoàng thôi các bạn ơi. Chắc sẽ đàng hoàng chứ không có đàng hoàng là tớ. Pretty tight bars for a little dude who's sipping over an ugly, boring little teenager that wears her mom's clothes. Nói cái gì các bạn hiểu không? Hồi nó đứng rồi các bạn ơi. Có 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4. 3 2 1 go. Bài hát đàng hoàng đúng không? Đi bài hát đàng hoàng đi. Còn nó có nghe đàng hoàng không ta? Rồi sao mấy rồi đó? Năm mấy rồi đấy các bạn? Năm mấy God effing damn it. Well played, you little shit. But this is war. And in war, people die. Hát nó bị gì man, các bạn ơi? Get rid of fire. Sorry, no prom for you this year. Look who it is. Your sexually ambiguous, angry little friend. Don't you have a soul to shut up? There's one way to settle this. Let's rock, you little cunt. You little cunt. Tớ sẽ chơi màn này rồi tớ sẽ làm video nha. Để lên, nó bị gì rồi? Đúng rồi các bạn ơi. Thank you.
cái con bơ cô sẽ quá xịn luôn.